Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Buzi TV với chuyên đề đam mê câu cá và chia sẻ kinh nghiệm. Đợi mãi mới đến ngày nghỉ anh em ạ. Thì hôm nay nhân tiện là em có ông anh muốn rủ sang hồ dịch vụ để đánh đổ gió. Thì mọi hôm mấy anh em toàn đi câu tự nhiên thôi. Thì hôm nay muốn sang dịch vụ đổ gió xem có bắt được con nào to to không để tối về hoành chén. Thì theo em được biết là hồ Vườn Mít hôm trước vừa thả thêm ít chấm cỏ với cả chép mới, thì hôm nay anh em muốn sang test thử xem có bật được cái răng nào không. Nhân tiện thì em muốn làm cái clip để cho anh em xem giải trí mùa dịch anh em nhá. Ok, bây giờ anh em lên đường thôi. Bảo sớm em vớt luôn thôi. Cứ co thoải mái đấy ạ. Úi dồi. Bánh quá nhỉ. Cần dẻo quá anh. Không phải vướng cái cây này này. Nó lên rồi nhưng mà... Bình tĩnh. Anh cứ vào đây. Uầy. Cảm ơn. Ok. Không, con này có mới anh ạ. Mới. Xước. Vướng. Xước quá. Bắt đầu pha mồi thôi anh em nhá. Mà em vẫn thế thôi. Ba mồi. Một bông tiết. Một cắm hạt. Sáu cắm cá. Pha với nhau. Lục hợp hương. Khoai lang. Năm giọt. Lục hương. Lục hương này cá mới thì em cho đi. Lửa nắp. Bông tuyết. Một phần.
Cám hạt một cốc anh em nhé. Cám hạt một cốc thôi, không cần nhiều, mình xả thôi mà. Anh em đảo đều lên này rồi. Đợi anh em nhớ cố gắng đợi nhá. Pha cái mùa này anh em cố gắng đợi một chút. Đấy, bên để cho này ra. Em pha một câu đã. Đấy, anh cho 2 cốc nước. Đấy, cho 2 cốc nước. Thì tinh mùi sẽ giảm đi một chút. Chủ yếu là hôm nay em sẽ đánh sữa non, ăn bằng sữa heo. Hôm nay sẽ đánh sữa heo. Anh em cho 2 cốc nước rồi nhá. Thì anh em cho em là 4 cốc cám hạt. 4 cốc nhá. Tầm 4 cốc. 4 cốc là hợp lý nhất. Anh em cô cái mặt này anh em nếu mà chọn một câu thì anh em nhớ nhớ là chọn một cái bát trộn ấy cho nó vừa vừa với cái số lượng cá của mình thôi nhá. Mà để mà nó mà dàn mà to quá ấy, thì nó hút rất là không đều ấy. Thì phải có cái không anh em. Đấy, anh em cứ ấn như này. Ấn này. Đấy, để đó khoảng tầm 3 đến 5 phút cho nó nở hết ra, hút hết đã. Được câu. Rồi anh em quay lại cái phần mùi xả nhá. Bây em sẽ cho nếu mà bình thường tỷ lệ chuẩn nó là 6 cam cá. Nếu mà anh em muốn tơi thì cho 7 hoặc 8 cam cá nhá. Bây giờ em sẽ cho tơi nhưng mà vẫn phải dính. Em cho 7, 8 hoặc 8 cam cá gì đấy. Ok. Em đảo đều ra. Thì cũng có một số lưu ý. Thì em rút kinh nghiệm từ bản thân em thôi. Em chia sẻ đến anh em đó chính là anh em mình khi mà anh em mình pha cái mùi hương liệu ấy thì anh em cố gắng là pha một lần một câu, ví dụ là câu một lần một ca đi thì anh em mình chia ra làm 2 lần pha mùi, thì đừng pha một lúc cả một ca vậy và một ca vội, thì cái thực ra là cái thời tiết mùa hè này nó rất dễ là bay mùi, đặc biệt là đối với tinh mùi với cả cảm cá thì nó rất là nó dễ bị khô mùi ấy, cứng mùi và bết mùi vào. Thì anh em cố gắng pha chỉ tầm đánh nửa ca một thôi. Em đây em pha một chậu này thì em xả 2/3, còn 1/3 để giữ lại kịp xả. Đánh hết nửa ca thì bắt đầu trộn tiếp. Đấy, thì tơi thôi anh em nhé, tơi xốp này thôi. Ok, nếu mà anh em nào muốn thì có thể cho nghỉ, đợi nó nghỉ 5 phút rồi cho thêm cái bột kết dính vào để cho cái cặp cá nở ra đã. Bây giờ em sẽ dùng sữa heo nhé. Sữa heo hôm nay sẽ đánh đậm đậm một chút để cho nó rửa con cá nó vào. Bây giờ thì tại anh em mình vừa trộn xong ấy, thì cả cá vẫn là đang ẩm, đang bị ướt ấy, thì chưa ra được cái trạng thái mùi tốt đâu. Anh em cứ để khoảng tầm 5 phút đã.
Thì anh cứ trộn xong mùi thì cứ ra cần bắt đầu mình quay lại mình câu thôi. Để đợi đến hàng bên ạ. Còn cái này thì em cho thêm sữa heo. Em rắc sữa heo lên. Cái bút câu anh em cho sữa heo vừa nhá. Vì nặng quá cá nó vào nó ngây ngây khó chịu. Nếu anh em cứ đảo qua đã. Đảo tơi lên là được. Ok. Giờ anh em sẽ dùng anh sẽ trước em quên chưa trộn lát xịt phấn ở nhà ấy. Thì giờ em bốc một ít này. Bốc ít bốc tuyết này. Ít thôi, không cần nhiều. Chủ yếu là lát xịt phấn. Thì cái công thức này là trộn với công thức là 7-3 dạng 7 bột tạo sợi với cả 3 bông tuyết anh em nhé. Anh em rắc một lớp mỏng lên cho em. Rắc đều vào để cho nó có sự kết dính. Anh em cứ đảo này. Anh em cứ đảo qua đây. Đảo qua xong rồi một tí vuốt nó lại vào một góc. Đấy, em đảo qua nhá, xong anh em vu lại một góc nhá. Đấy, cứ vu lại một góc này. Tí mình nặn thành cục thì mình câu thôi. Để đây để em đang đợi cho nó hút đủ đã. Bây giờ câu thôi. Ok, bây giờ ra giá đầu của anh em nhá. Báo cáo anh em nhá. Chúng cỏ nhá. Lên nào. Cầm ống. Nói cỏ. Cỏ bụng to. Bắt trước là chui vào giọng rồi lại nhảy ra mới. Vâng, đúng rồi. Chui vào đây này, xong buộc lại đây này, buộc lại vợt đây này. Thủng à? Vâng, vừa thủng ạ. Em hôm nay được 2 con mất 1 đúng không? Vâng. Tính vào giọng là vào giỏ là vào rồi còn gì nữa. Ăn mồm thì không chạy được. Chăm mới. Bảo sao ăn đẹp nhé. Thôi cho tao lại đi ra kia đây, bao giờ gần vớt thì gọi chứ. Đánh cái cần cúng lên. Tiền đâu ta. Nổi lên là cứ bình tĩnh chấm này cho nổi. Đúng rồi, chấm em cũng phải bình tĩnh ạ. Bình tĩnh. Tình trạng vãi luôn. Tình lắm đi mất phát nữa thì đâu. Đấy anh em. Rồi sắp thẳng bởi đi. Rồi ăn nồng lắm nhá. Từ từ. Đấy đấy, nó mơm cái lưỡi ra vào mồm rồi đấy. Đừng căng quá rồi. Đừng thả rơi, thả mất đấy. Thả là mất đấy, nhìn cái lưỡi nó bám mềm lắm. Fuck. Phút còn đỡ nghe thì nó cắt. Đây nghe. Bỏ chân này. Đi lên này, cứ đi lên này, cứ đi lên đi. Quay đứng đây vớt tí lộn cổ. Bị cái dính kìa, bị cái dính kìa. Khép. Bị cái dính kìa. Nam báo cá nhá. Nay đặt thử báo cá liên tiếp. Ôi to ghê, ấy ơi ơi ơi. Thủ Nam nay cay cần 7m2. Wow.
tiêu cho mấy cái võng với mấy con đào này. Chạm à? Thế vậy. Đây đầy vật thế. Em lợn này sao? Ở đấy, 72 là vít. Ui võng rồi, võng rồi, võng rồi. Có xe to à đó. Mới mà chết. To đấy. Tự tự. Ok, bình tĩnh. Rồi. Bắt phát nữa nha. Đuổi về luôn. Bạn nước câu kéo gì nữa. Anh dòng ơi để em vớt ra. Anh dòng ơi để em vớt ra. Vòng mày bảo rằng dòng bóng cá của mày. Tao biết gì cái đoạn mép mép môi rồi sắp bay rồi. Anh ngồi đây làm cảnh thôi, anh còn đang ngắm phao của anh kìa. Nhưng như tâm biết là làm. Cần cong luôn anh em nhá. Phê được 4 phút rồi anh em. Phê lắm rồi đấy. 4 hát anh em thông cảm, không bẩy được. Gãy đốc chưa anh? Cần gãy đốc, gãy đít. Phao 70.000 nó cũng nhá. Phao 70. Hai hạt độ kia 1.000 một hạt nhá. Sinh Long 2036 là 200 mấy à? Trục 215. Thẻo 208. Cái phát trước mất mình xong nó quẩy vào đến cái quẩy nó to. À giờ như lại móc võng rồi đúng không? Vâng, lại móc võng rồi. Nên nó phải từ từ. Con lưỡi con đấy cũng chạy nhờ, chính là nó ấy nhờ. Sầm tâm chạy. Lại bành ấy chứ. Bành ấy chứ. Có thịt ăn ở đây rồi. Có mất cắt cái tâm 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 tâm. À ổ có tăm kìa. Ui. Từ từ anh ấy, em chưa bẩy đầu lên đâu. Từ từ á. À, đem nhìn đi cả. Chưa, chưa, chưa. Vượt bố mày vá rồi nhá. Đúng chưa vã. Từ từ, để anh lên đấy. Rồi. Cắm cỏ nhá. Cắm cỏ anh em nhá. Cả mười rồi. Sức quá nhỉ. Sức quá nhỉ. À cỏ, không phải ống. Cắm mới thả. Chưa kịp mà đi spa làm lại ra đã bị lên. Chưa kịp đi spa anh em. Đây đây đây. Khỏe chứ. Ăn đi rồi anh nhỉ. Ngồi ăn bình luôn đấy. Cỏ đẹp đét luôn anh em nhá. Đây. Siêu đẹp luôn.
Quay, con này được 3 cân không anh? Được đấy. 3 cân hơn 3 cân. Là con 7 8 cân thích. Thế á? Nổi luôn này này. Không, em là xiên lục ấy. Xiên cổ lục ấy. Nó yếu đâu, yếu gì nó. Đầu giờ chiều anh em ạ. Thì nắng quá, không câu nữa. Thì em rút đồ đi về. Cảm ơn anh em đã dành thời gian để xem clip của em. Hẹn anh em ở clip lần sau nhé.